Cục này là đá Phật Anh. Đây là lớp da tự nhiên của viên đá. Ở bên trong thì có chứa rất là nhiều sữa ông thọ. Đúng là thiên nhiên rất là đẹp. Lâu rồi mới thấy cái loại đá mà có chứa sữa ở bên trong. Rất đẹp phải không quý vị? Ngoài mặt sau thì mềm mại và nó trong. Đây là những tinh thể mọc ngược. Cũng là món quà của một người bạn đã tặng.